thanh xuân tung ảnh tập luyện ướt át, xinh đẹp thế này bản sao vua cá coi khen khắp cõi mạng. Hà thanh xuân khoe tập luyện ướt át, xinh đẹp thế này bảo sao vua cá coi cưng nận đến thế. Trước khi biết chuyện với những ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm với vua cá coi Thắng Hô, Hà Thanh Xuân đã là cái tên không quá xa lạ với những người yêu nhạc ở thị trường hải ngoại. Nữ ca sĩ sinh năm 1988, có giọng hát ngọt ngào cùng nhan sắc xinh đẹp. Ở tuổi 34, cô vui mừng thông báo đám cưới và vẽ nên câu chuyện lứa đôi như truyện ngôn tình. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hà Thanh Xuân đã chia sẻ hình ảnh trong cuộc sống tại Mỹ, nhận được nhiều lượt tương tác từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý trong đó còn là lời khen ngợi có cánh từ ông xã Doanh Nhân. Người đẹp ghi điểm khi để mặt mộc rạng rỡ không tì vết, cạnh cô là đấng sinh thành cùng cô tư tắn và trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều. Dù đi thể dục thể thao trong điều kiện tiết trời không quá nắng, nhưng nữ ca sĩ vẫn che chắn đầy đủ các dụng cụ như nón và kính mát cẩn thận, hồng ngăn chặn sự tác động của ánh nắng mặt trời tới làn da. Là ca sĩ hải ngoại nên lịch trình làm việc của Hà Thanh Xuân có thể nói bật cặp và không cố định. Do đó, thể dục thể thao bằng cách chạy bộ và mỗi sáng tinh mơ chính là bí quyết giữ gìn nhan sắc, đẩy lùi lão hóa. Trước đó vài ngày, cô cũng từng khoe tấm hình chụp thể dục ướt át đẫm mồ hôi. Khi thấy vợ tập thể dục, Doanh Nhân Thắng Ngô lập tức gửi lời yêu thương và dặn dò bà xã. Hai mẹ con giỏi quá, cục cân tập nhiều thì phải cố gắng ăn đủ chất nha em. Lớp diêu, cách xưng hô của vua cá coi dành cho vợ đẹp khiến dân tình tan chảy. Đáp lại chồng yêu, Hà Thanh Xuân đã bắn tim nhiệt tình bằng bày tỏ tình cảm dành cho tình yêu. Trên trang cá nhân của Hà Thanh Xuân thường xuyên cập nhật những hình ảnh xinh đẹp, lộng lẫy với gương mặt make up đậm đà, với những tấm hình selfie cũng được chụp với app hay do qua filter. Dẫu sắc vóc của cô đẹp nhưng phần nào đó chưa đủ thuyết phục với đa số chị em. Song nếu xem ở trang cá nhân của vua cá coi, có lẽ nhiều người sẽ phải bất ngờ hơn về vẻ đẹp mộc mạc của quý cô 35. Tuy chưa từng chia sẻ về những món đồ mỹ phẩm mình dùng để duy trì nhan sắc trẻ trung ở tuổi 34, nhưng hiện tại Hà Thanh Xuân lại hé lộ bí kíp vàng qua các hoạt động sống healthy. Nhiều người thường nhắn nhủ tập thể dục thể thao chăm chỉ và giữ gìn cho mình một tinh thần phấn chấn. Ngoài những lúc đi diễn trên sân khấu âm nhạc ra, U35 ưu tiên việc để mặt mộc nhằm tạo điều kiện cho da thở. No!